Hello, xin chào cả nhà nha. Xin chào quý vị khán giả, các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Thì hiện tại là cũng khuya rồi mọi người ạ. Cũng 1-2 giờ khuya rồi. Thì hội thiện nguyện BDS có nhận một cuộc điện thoại xin xe của chiếc xe không đồng từ bệnh viện Bình Tân về cầu Đồng Tháp. Hiện giờ nói chung là người nhà bảo mất rồi mọi người. Giờ em với đàn đang chuẩn bị xe và đưa cái áo quan lên xe để qua bên bệnh viện Bình Tân rước người nhà nha mọi người. Đây. Đây là giờ cả nhà. Đang làm gì ta? Giờ em lên áo quan, lên xe cứu thương để qua đón một ca này là nạn nhân đã mất rồi nha cả nhà. Đây mình còn hai cái áo quan nha mọi người. Giờ hai anh em phải đem một cái từ xe tải qua xe cứu thương. Đây. Giờ hai anh em phải sao đây, mình hạ sao đây, giờ hai anh em phải nhảy lên đem cái quan từ xe tải qua bên xe cứu thương nha mọi người. Cho anh em chuẩn bị đồ tang cho người nhà nha mọi người, đầy đủ. Đây là một cái đài cao phó, giơ lên em. Đài cao phó nha cả nhà. Đây đây đài cao phó, khăn tang. Người nhà thì mất là có một trai một gái. Thì đồ hay là đồ tấn liệm, một bộ tấn liệm nha mọi người, mình lấy đầy đủ. Đây con rể, đồ con rể, đồ con dâu, đồ này là của con trai nha mọi người. Đây con trai, còn bộ của con gái, còn đây
đây là khung hình chuẩn bị cho người mất, và một chai thuốc, một bao trà, một ni lông. Đây là cái máy kinh để bật lên cho người mất. Đạt, em để em video luôn. Còn đây là silicon để khi mình tặng liệm á mọi người mình xịt. Còn đây là một cái khoan để dọn ống chích nhanh. Nói chung là sư phụ mua đủ đồ hết, chừng nào có lệnh là tụi em lấy đầy đủ để cho người nhà khỏi chuẩn bị cho người nhà hết tất cả. Đó. Rồi xong xuôi, đóng cửa và chờ cuộc gọi của gia đình tới thì hai anh em sẽ chạy qua bên bệnh viện Bình Tân, sẽ rước người mất nha mọi người. Thì nãy giờ anh em đã chuẩn bị xong xuôi, thì người nhà cũng đã điện báo với mang tiêm là giấy tờ thủ tục đã xong xuôi. Thì giờ mang tiêm với Đạt sẽ chạy qua bên bệnh viện Bình Tân rước hiện tại giờ cũng là 2:48 ngày 3/3 của năm 2021 nha mọi người ơi. Giờ hai anh em đang xuất phát đi bước người mất, thì con đường Sài Gòn lúc giữa 2 giờ gần 3 giờ kém đó, đường nó vắng lắm mọi người, chỉ có xe cứu thương của hội thương hiệu VDS đi một con đường lớn luôn. Rồi mong quý vị khán giả và các bạn thân quen kiếm nước ngoài nước thì sẽ đón xem clip tiếp theo của anh Tim và Tiến Đạt nha mọi người. Để lên cái thềm, để lên cái thềm. Không đâu, bây giờ được không đi vô, không có
Hàng của anh hai mà. Không có màu đen. Không có. Mà đó đi. Đi nhà kia. Em đầu anh đầu. Giờ vô mặc đồ để mặc đồ vô. Hiện tại giờ chờ người nhà mặc đồ cho bệnh nhân cho người còn mất. Vì anh em sẽ đưa ông lên nằm ở trên ga quan để ông nằm trên áo quan đỡ, rồi sẽ đưa về quê, rồi người nhà sẽ tặng liệm ở dưới quê luôn nha mọi người. Riêng ra không là đem băng ca đẩy không? Đem băng ca ra đi để đây nè, cái dễ mặc đồ cho.
Không, nhà anh ở riêng mà đi mấy năm rồi nó lụp sụp về, không có về bển được. Giờ ở đây thì chôn bên đất nội luôn. Chôn đất nội. Giờ họ là để chú qua đây luôn. Mở mở cửa rồi này. Thì kính thưa quý vị khán giả, thì tụi em giờ cũng đã đưa được chú về tới nhà. Nhà này thì là nhà của bà nội và mẹ của chú. Tại vì do gia đình đi làm ăn xa quê á mọi người, nên nhà cửa giờ nó lụp sụp hết rồi. Đường vô cũng khó nữa, nên người nhà kêu là tạm thời để nhà nội rồi chôn ở đất nội luôn. Nên mọi người hãy theo dõi tiếp theo mọi người. Mình được mới nói chuyện đó. Ông hiền dữ lắm luôn á, hiền khó mà. Mới nói chuyện lựa hộp rồi xong hết rồi. Vô nhà nói cô hơi gắng nén lời đau thương để lo cho chú. Để cũng nói chung là giờ cũng xong. Cô cũng cố gắng. Thì cũng cảm ơn con. Dạ. Tính là mình mới nói chuyện, ông đi ra đi vô, đi rước hồi này đi làm về. Ngồi nói chuyện đồ vậy đó mà đi. Giờ nó làm gì đi. Cô cũng cố gắng để lo cho chú xong. Chứ giờ cô đau khổ rồi, cô mà bệnh cô mệt thêm. Bởi vì trời mới nói chuyện có tì đó. Mà vậy rồi ông đi ra đi vô ngồi nói chuyện rồi như vậy. Dạ. Cố gắng để vượt lên để lo cho chú nha con. Dạ, cảm ơn con nha. Rất thì luôn á. Chú ơi. Vô vô. Phụ vô chính rồi. Để tay chân đi đụng với cho nó chắc ăn. Hả? Chuyện mượn tay chân đi cho chắc ăn cho nó luôn khỏe. Đụng tay. Ngoài. Rồi anh tên. Anh em chở này lên anh đút cái cây này vô lắp nha. Nha. Anh đút xéo. Chưa ba nằm nè. Cưng ra sao luôn đi cưng. Rồi 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 luôn đây tí. Rồi hàng bay xuống đi. Rồi luôn. Vô. Quay đầu tôi luôn là đúng không? Quay sao anh? Cái đầu luôn nè. Cái đầu vô luôn. Bỏ đây nè. Đâu bỏ trước mà. Bỏ trước rồi đưa cái chú vô nặng đi tính. Qua giữa. Qua giữa.
đi qua đi chạy lại lên mất sóc chân qua luôn á hả xuống xuống cắt luôn làm kê ghế nha kê ghế cho em là bà đó. Rồi xong trẻ chuyết chưa? Dạ rồi. Rồi, nè vô nè. Vô chứ được. Nè nắm gì nè. Bỏ ở đâu? Anh ơi, dưới luôn cầu cái dạy dưới chuẩn tụt á. Nắm dạy dưới á. Rồi. Rồi. Nè qua luôn nghe. Qua đây nè. Đi đi ra mới vô được. Ừ. Còn mình xé ra này nè thôi. 1, 2, 3. Rồi. Lên tới nghe. Nè chú mới vô phải không? Ừ. Ừ. Tôi không biết chừng nào con chết nữa. Con đau kỳ lắm. Con đâu rồi nữa đúng không ạ? Tới hết giờ ngủ rồi. Tới nhà mày em đi không con. Trời ơi, quá thiệt tí vô con sống này bị khổ dữ lắm rồi. Con cái gì chết hết. Chết là lúc này tới nơi kia. Có cho giờ này hay không? Rồi. Trời ơi. Mới rồi. Ra bổ không ngờ này này. Mới là kiện bất tì đó. Thì dần khó quá thì con ơi. Còn tính là 21 về ăn ba lên. Quần áo đem cho đủ nha. Ba hôm đó nó về nó kêu tao trong quần áo không có bạn ơi. Dạ con xin con là Hiện Đạt. Xin chào quý mạnh thường quân trong và ngoài nước và các quý vị khán giả. Hôm nay con được đi một ca từ bệnh viện Bình Tân về tới Đồng Tháp. Hiện tại là con đang ngồi với người nhà của người mất. Dạ cô, cho con hỏi cô tên gì cô? Cô tên Trần Thị Hoàng Anh. Dạ, mình bác, cô bao nhiêu tuổi hả? Hôm nay cô 62 tuổi. Dạ. Cô là gì của cô người mất? Là vợ. Dạ. À, cho con hỏi chú tên gì cô? Chú tên Nguyễn Thanh Hùng, năm nay là 63 tuổi. Dạ. Ừ, thường gọi là cầu á. Cô chú được mấy người con? Ừ, cô được hai người con đó. Thằng lớn của cô này là Nguyễn Thanh Quy á. Dạ. Ừ, đứa kế là Nguyễn Hoàng Quyên. Ừ. Anh chị nhà mình có gia đình hết chưa cô hả? Chưa có người nào có gia đình hết. Dạ. Đi làm. Trước khi mất là chú làm nghề gì hả cô? Chú cũng mua bán hộp với cô lai rai ở ngoài chợ phường 18 á. Bán có một buổi một chút à. Dạ. Ờ, cũng như chú bệnh, chú ra chú ngồi một chút gì đó là chú vô, cô bán. Rồi cái như buổi trưa về cô đi làm oxy, người ta kêu làm chút một chút á. Dạ. Cô đi làm phụ. Cho hả, sao mà chú mất đó sao mà chú mất đó cô? À, chú cũng như là chú cái bao tử da dày của chú á, cũng như nó đầy hơi á, cái nó khó thở, nó không có tiêu. Rồi nó quất hơi lên á, thì chú không được, chú đi. Chú bị bao tử dạ dày.
lúc 2 năm trước cũng chú cũng tai biến đột quỵ nhẹ nữa. Nó rồi trị tới giờ rồi tới bao tử dạ dày. Đó. Lúc chú mất lúc nào qua? Chú mất lúc đó chắc 11 giờ rưỡi hơn 11 giờ rưỡi giữa đêm rồi đó. Nó vô cấp cứu nó là gần 1 giờ. Lúc trước mà lúc mà còn trước đây là chú bị bệnh, chú có biểu hiện nhiều không cô? Bị nhưng mà cũng không có đau nhiều. Lúc mà sau này nè chú mới bị nhiều là nó lên, nó giọng lên vậy là khó. Còn lúc trước là bị cũng chưa nhiều hôn, cũng đi khám bệnh viện 115 á. Rồi nó cũng đưa thuốc cho mình, rồi nó đưa to cho mình về mình lấy to ra mình mua thuốc uống luôn. Bây giờ cũng uống hoài luôn vậy đó. Cho con hỏi đây là nhà của chú, nhà mẹ ruột, nhà mẹ ruột của chú. Còn nhà mình ở đâu cô? Nhà cô ở tổ 23, khóm 3, phường 6 á. Đó là phường khóm rồi, khỏi lặng phó bản á. Nhưng mà cô đi làm thuê là muốn lâu rồi, nhà cũng nhỏ xíu à, buồn sụp rồi nó cắt điện nước cả năm nay rồi. Chú cô cũng ít về, lâu chú về, chú dọn về. Hai nè, này nè anh hai này với nhỏ gái đứng này á. Thì thôi cô cũng cố gắng nén lại cái sự đau này để lo cho chú. Giờ ai cũng phải gặp một cảnh này một lần. Thì cô đừng có đau buồn quá, thì ảnh hưởng tới sức khỏe. Tôi cảm ơn con, cũng cảm ơn bên đội thiện nguyện của chú Tám rồi. Dạ. Giúp đỡ cô rồi mình đưa chú về tới đây. Dạ dạ. Cảm ơn. Dạ. Em chào anh Quy. Dạ. Thì theo em biết thì chú mất lý do gì vậy? Dạ, ba mất là lý do là thở ngăn không được, nó bị ngăn lại thở không được đó. Rồi vô toilet đó, móc họng ói. Mà ba ói không được thì bắt đầu bà chị dâu có qua, ba phát hiện có la lên. Thì anh đang ở trên gác, sửa sang ngủ, anh mới phóng xuống. Là anh với ông anh con của bà dì mới chở đi bệnh viện. Thì tới đường Lê Văn Quế á, là vẫn còn, vẫn như anh nói chuyện thì còn biết nghe, gật gật đầu nè. Thì tới bệnh viện Bình Tân á, thì vô tới đó là anh thấy cái ngực ba anh nó tím rồi. Thì một hồi sau là bác sĩ ra nói là tim á, đập yếu quá, tức là nguy kịch á. Từ lúc mình từ nhà trọ đưa tới bệnh viện là bao lâu anh? Chú thì mất lúc đó là khoảng 11 giờ mấy tại bệnh viện Bình Tân á. Vậy cho em hỏi là công việc hiện tại của anh là cái gì? Công việc hiện tại của anh thì phụ xe. Dạ. Bây giờ thì đang chờ học cái bằng, đang lấy cái bằng. Dạ. À. Anh đi phụ xe lương, cho em biết là lương mỗi tháng anh được bao nhiêu không? Lương tháng anh thì 7 triệu. Dạ. À. Ăn uống là mình lo hết luôn anh? Ăn uống thì tài xế lo cho mình. Tài xế lo luôn? Đúng. Còn một người em của anh đó là làm cái gì? Em của anh thì làm bên khâu là ly nhựa. Dạ. Thì em không biết nói gì hơn khi giờ chú không mất như vậy rồi. Giờ trụ cột chính trong gia đình thì cũng là anh. Thì anh nói chung là anh có cảm nhận gì? Nói chung anh cũng lường rồi em ơi. Tại trước Tết thì cũng bị cũng lâu lắm, trước Tết cũng bị hết một lần rồi.
thì anh cũng chở ba ra bệnh viện 115 á, là khám hết thì nói ổng là cái gì cũng ok hết, chỉ là có cái phổi là nó bị dơ nhẹ thôi, kêu ba anh về và như đừng hút thuốc nữa, nó vậy đó. Cố gắng vượt qua cái nỗi đau này, lo phụ giúp gia đình, lo cho chú với một cái chỗ yên ổn cho chú cũng nằm. Thì nói chung cũng nhờ cái đội thiện nguyện của chú Tấm Sàng đó, nguyện TBS đó, thì anh cũng rất chân thành cảm ơn đại diện cái gia đình đó. Thì nói chung anh cũng nói là anh làm gán á, nếu mà anh có tiền á, giúp cho chút định. Dạ. À, anh muốn gửi cho chú Tám mà giúp này giúp nọ cho người ta. Dạ. Thì thôi. Mà tới đó mình chưa thực hiện được. Dạ. Thì anh cũng nói với bà anh vậy đó. Không ừ. À, tới giờ chưa gì hết. Dạ. Thì giờ chú cũng đi rồi. Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe để lo cho mẹ, lo cho gia đình. Sau này còn cái còn tương lai còn dài lắm, nên anh cũng cố gắng đừng có buồn bã quá rồi ảnh hưởng tới sức khỏe mình. Thì nói chung cũng cảm ơn anh em rất nhiều, với chú Tám với mấy anh em thiện nguyện rồi ha. Nếu một ngày nào đó thì anh làm được một cái chút gì cho cái xã hội được á, thì anh cũng tới anh tìm chú Tám để anh cảm ơn. Ủa cái nhà này là nhà của bà nội ha? Bà nội. Còn nhà anh là... Nhà anh là ở Cầu Bắc. Cầu Bắc. À. Đường vô khó khăn hay là như thế nào? Nói chung là đường xe vô không được. Dạ. Thì mình muốn vô là như em đậu vậy. Dạ. Em khiêng vô. À. Lúc ngoài sau. Dạ. Tại vì mình cũng 4-5 năm mình không có về đó. Dạ. Với mình kêu điện lực với nhà nước cắt nước điện hết rồi. Dạ. Ví dụ chừng nào mình có muốn định về quê thì mình sẽ ấy lại. Nhà mình cũng lụp sụp này nọ lắm. Dạ. Thì ý nguyện của ba đó là về nội. Dạ. À. Thì đó mọi người cũng nghe rồi. Nghe mẹ của anh Huy. Rồi anh Huy chia sẻ những câu chuyện như thế nào bây giờ để còn một người con gái nữa, thì để em hỏi họ phỏng vấn luôn để coi như thế nào nha mọi người. Đây em ấy ra em cho anh hỏi em tên gì? Nguyễn Hoàng Uyên. Nguyễn Hoàng Uyên. Năm nay em bao nhiêu tuổi em? 26 tuổi. 26. Bây giờ làm cái gì? Công nhân ạ. Công nhân. Nguyên đi làm công nhân như một tháng thu nhập được bao nhiêu? 4-5 triệu. 4-5 triệu là chưa tính tăng ca hay sao? Dạ tính rồi. Rồi mình có được hưởng chế độ gì của công ty không? Dạ không. Ủa vậy là mình làm công ty tư nhân hay sao? Dạ tư nhân. Tư nhân hả? Thì nói chung là giờ ba mất rồi, thì giờ chỉ còn có mẹ à. Dạ. Với anh hai. Thì cảm xúc của em lúc này như thế nào? Gán là nuôi mẹ. Thôi cố gắng, ba mất rồi chỉ còn mẹ thôi, phụ với mẹ lo được phần nào hay phần đó. Thì mình cũng là con gái, chắc không bao lâu cũng thay chồng, phụ được giờ nào hay giờ đó. Thì cũng cố gắng vượt qua cái nỗi đau này để lo cho gia đình, cùng anh hai lo cho mẹ, lo cho gia đình, lo cho ba để có chỗ yên nghỉ cuối đời. Thì cuộc sống thì ai cũng có một cái
khẩn cấp này hết, không ai tránh khỏi hết, nên anh cũng chia buồn cùng gia đình, cũng mong em cố gắng giữ gìn sức khỏe để lo hậu sự cho ba. Dạ. Cũng cảm ơn anh nhiều nha. Xin chào cả nhà. Thì mỗi sáng 6 giờ rưỡi rồi mọi người ơi. Thì mang tin xin chúc mọi người buổi sáng của ngày thứ tư. Ngày thứ tư trong tuần thật là vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong ngày nha mọi người. Thì nãy giờ mọi người cũng đã xem clip của mang tin và Đạt từ lúc đi tới giờ, thì mọi người cũng thấy cái hoàn cảnh của anh Huy thì cũng ở trọ đi làm, ảnh thì đi phụ xe, thu nhập nói chung là phụ xe thu nhập cũng không được bao nhiêu đâu mọi người. Ảnh cố gắng đi phụ xe để lấy thêm kinh nghiệm để học cái bằng cũng là tài xế. Người con gái Úc thì đi làm công nhân, đi làm công nhân công ty tư nhân đó mọi người. Thì lương bổng thì chỉ có cũng được 4-5 triệu thôi, cũng đủ xây sở cho gia đình. Nói chung thì tụi em cũng không biết nói sao hơn khi chú đột ngột mất như vậy. Thì thật sự là hai anh em cũng không biết nói như thế nào cho đúng cái cảm xúc bây giờ nữa. Thì thôi mọi người cố, em cũng không biết nói sao hơn đây. Thôi em cũng xin kết thúc clip đây luôn mọi người ơi. Bây giờ em cũng cảm xúc quá, em cũng biết nói sao hơn cho đúng. Thì cuối clip mang tiền xin chúc các vị quý khán giả, các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước có một buổi sáng thật là đồng ấm bên gia đình, đi làm thật là may mắn, là suôn sẻ. Và mọi người nhớ đăng ký ủng hộ Hội Thiện Nguyện VNS cả ba kênh luôn nha mọi người ơi, để tụi con có thêm động lực để tiếp tục cuộc hành trình giúp bà con nghèo. Đạt, em có gì nói với các vị khán giả không ạ? Xin chào quý vị khán giả, con là Nguyễn Đạt. Hôm nay con đi với anh Tim đi về Đồng Tháp. Nói chung là đi ca này tụi con cảm xúc khó nói quá. Giờ hết giờ, hết ngày rồi, sang ngày mới rồi. Xin chúc quý vị khán giả một ngày mới tốt lành, một ngày mới tràn đầy năng lượng. Và quý khán giả cũng đừng quên đăng ký kênh Hội Thiện Nguyện BDS cũng như kênh Tâm Sa Nhiều Chuyện, Chén Cơm Ấm Lòng và kênh Thủy Cuộc Sống Đời Thường. Con xin chào quý vị khán giả, hẹn quý vị khán giả trong những video sau. Bye bye. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người lại những tập tiếp theo nha mọi người ơi. Những hoàn cảnh khó khăn. Xin chào.